Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng một tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã có hai lần nâng lãi suất. Ở lần gần nhất cách đây 2 ngày, lãi suất tái cấp vốn từ 5% một năm lên 6% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3,5% một năm lên 4,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 6% một năm lên 7% một năm. Mức tăng 1% sẽ có tác động nhất định đến nguồn vốn dự trữ cho sản xuất cuối năm, nhất là những doanh nghiệp trong nhóm hàng thiết yếu, hàng bình ổn thị trường. Trong bối cảnh biến động nguồn cung, cần tăng dự trữ nguyên liệu cho mùa Tết, nhu cầu vốn tại các doanh nghiệp đang rất lớn. Gần 11.000 điểm bán hàng bình ổn thị trường, tổng doanh thu năm 2022 ước đạt gần 22.400 tỷ đồng. Từ điểm xuất phát phải giao vốn cho doanh nghiệp mua hàng dự trữ cho Tết Nguyên Đán, đến nay 69 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đã có thể tự chủ nguồn tài chính và kế hoạch sản xuất. Riêng về vấn đề dự trữ hàng cho dịp Tết, cái xăng dự kiến là khoảng hơn 700 tỷ đồng. Thì nguồn tiền này chủ lực là do nguồn vốn tự có của cái xăng. Cho nên chính chỗ này là rất ổn định về cái chuyện giá cả và số lượng trong thời gian tới. Thành quả lớn nhưng khó khăn vẫn bủa vây bởi biến động thị trường và lãi suất ngân hàng. Đối với ngân hàng nông nghiệp thì cũng cho chúng tôi vay với cái mức trung dài hạn và rất là tốt. Nhưng mà không phải là để dự trữ được một cái lượng hàng hóa lớn được. Riêng về cái ngành mì của tôi thì bột mì đã tăng lên hơn 20%. Cái nhu cầu tiền vốn, chi phí vốn rất lớn. Do cái đột biến cái tình hình nguyên vật liệu của thị trường tăng giá thì cái vốn lưu động sản xuất phải cần nhiều hơn của những năm trước. Nhưng mà khi cần nhiều hơn như thế thì hiện nay là cái thanh khoản của ngân hàng không có. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã ra công văn yêu cầu hệ thống ngân hàng thương mại ưu tiên nguồn vốn cho các doanh nghiệp bình ổn thị trường đưa vào hoạt động sản xuất. Năm 2022, hệ thống Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đã chuẩn bị từ 1.600 đến 7.000 tỷ đồng vốn lưu động dành cho sản xuất. Hiện nhiều doanh nghiệp đang vay ưu đãi với lãi suất từ 3,5 đến 4%. Không phải hỗ trợ theo cái nghĩa là chúng ta bơm vốn vào hay là chúng ta cho hỗ trợ tài chính một cách trực tiếp, vì cái chuyện đó là nó không phù hợp với nền kinh tế thị trường. Cái chúng ta mà có thể hỗ trợ vốn đây là hỗ trợ theo những cái chính sách đặc thù, những cái chính sách mà nó mang tính chất là có định hướng. Điểm nổi bật, điểm nhấn và nó trở thành cái thương hiệu của ngành ngân hàng ấy, đó là cho vay các doanh nghiệp này với lãi suất thấp, thường là thấp hơn mặt bằng chung từ 1 đến 2%. Chính cái lãi suất thấp đã hỗ trợ cho doanh nghiệp bình ổn, giảm cái giá thành, giảm chi phí và giữ ổn định được cái giá bán. Mức thấp nhất hiện nay là ở mức là 4,5% cho đến 6,5%. Có thể thấy bình ổn thị trường không chỉ cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ổn định chuỗi sản xuất tiêu thụ của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực hiện mục tiêu này cần sự đồng bộ từ chính sách ưu đãi đến nỗ lực của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng đã tự chiết khấu và tự dự trữ cái nguồn vốn tự có. Trong giai đoạn này, cần thiết một cái chính sách cho vay linh động để các đơn vị mà bình ổn cũng như dự trữ hàng hóa có ít nhất tùy theo cái năng lực của mỗi doanh nghiệp mà từ 3 tới 6 tháng. 20 năm, chương trình bình ổn thị trường lớn mạnh kéo theo nhu cầu sản xuất, cung ứng ngày càng đa dạng hơn. Diễn biến này đòi hỏi sự linh động, kịp thời về chính sách thì mới có thể phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, hình thành trụ đỡ bền vững cho kinh tế tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh.